Wow, là thành quả của thành quả của chuyến lặn biển vừa rồi. Đây, anh em vừa lặn một hơi thì đã bắt được rất là nhiều con nhum này, con cua đá này, cục này, ghe này. Quá phê luôn anh em. Đây. Trải nghiệm thật là tuyệt vời. Yeah.